chạy không được hả? Anh để lâu quá, chạy á, giờ giòn lại chạy. Rồi bây giờ là muốn bảo dưỡng cho nó nổ máy hay là muốn không? Cái gì hư thì anh thay giùm em. Rồi bây giờ là mình kiểu như là mình vệ sinh cái phần chăn lửa cho nó nổ lại đúng không? Dạ. Rồi. Như bắn tay em hai cái bắn luôn đi. Để lâu quá chắc nó. Để khoảng bao lâu rồi? Này chắc là để 2-3 năm. 2-3 năm rồi hả? Lâu. Sẽ đang xài ruột. Rồi ok. Rồi ra xịt rửa cái em ơi, em xịt rửa cái này rồi vệ sinh cái xe này, cái phần mà bình xăng con kiểm tra xăng được bình xăng lớn xuống, bu ghi lục gió này đi nha. Trước này cho nó nổ máy trước đi rồi đó mình để sau ra rửa cái đi, ra xịt ra rửa sơ quan cái đi. Mở lại cái đi rồi em làm lại rồi. Rồi rồi rồi, ok. Rồi đây là cái những cái tàn tích chứng tỏ là xe này còn zin anh em, zin nữa không, bugi zin luôn nè, đó bugi theo xe tới giờ nè, thấy không, có bugi mòn đó, cái bugi thì đây anh chung là chụp bugi là xe hết rồi nha, lọc gió đồ thì anh em nghĩ đây nó ngạt hết rồi nè, giờ xì mở bò nữa, tiền nhớt chứ, tiền nhớt xì nắp đầu. Hả, mình đang tháo về sang con anh em. Trong cái xe này là sự thì về cái câu chuyện xe này là mình chỉ nghe người ta nói nó hao xăng là khi nào những cái xe này nó tàn. Rất nhiều anh em á, mình chưa có nghe lúc mà ai mua xe mới về mà xe này mà chạy chê hao xăng cả. Tại vì xe mới về thì chạy đâu có hao nhiêu đâu anh em. Do anh em đi lâu ngày nó xuống cấp trầm trọng, không có mà thay thế, bỏ lúng không à, và sửa chấp giá, sửa đại để chạy được thôi. Thì chê nó hao xăng, chứ thật sự thì đây, trong đây. Đây lâu quá cái bấm ga nó kẹt cứng rồi, dặn thôi cứ ngắt luôn anh em, lâu quá không chạy rồi, ráng mà ráng cố gắng vệ sinh sạch sẽ đi rồi vô mở bò nhớ xem cứu lại mình được xăng được không, nó để lâu quá mấy năm không chạy nó bị kẹt rồi. Rồi chạy cái đấy ga cứ ngắt cái ga luôn, em mở luôn cái nắp trên nha, nữa lát nào uống cái bẫy vô nha. Chủ xe anh để là 2-3 năm trời không đi anh em, không có nổ máy luôn á, bánh xẹp lép đôi chân luôn á. Giờ cái bình xăng này chủ yếu là bình xăng nè, thì xe nó ngon hay không là ở bình xăng này anh em, giờ sẽ ra là lấy hết lên rồi lấy cái dẹp em, lấy dẹp xe nó dễ. Cái ga là quá cứng anh em, hết anh tới bực tới cái bấm ga mình cũng kẹt luôn, nó biết cái nào rồi đặt vô rồi sẽ bảy lên này. Ở lên đó là rồi năm kéo lên rồi đó ok dính thế nè, như nước màu đây luôn rồi, quá chừng. Rồi giờ cái nhiệm vụ thứ hai nè là phải làm cho cái này nhẹ nè, xây này đây, lấy cái nếu xe xây này nè, lấy cái tay 12 á, ra dặn là mơ là dặn lại ra luôn cái móc ra luôn nè. Nhẹ cái đồng tiền nó ngon lành, cái ga thì nó ra được rồi thì làm vi sinh là sẽ dễ mà. Ồ nó đóng em à, đóng cái này mà anh em không vi sinh á không thể nào để nổ được nha. Giờ nó hỏi được cái đồng tiền em à, rồi thịt đẩy vô đây lắc nó quay vài cái rồi đó lắc nhiều vô đó, rồi xong nó lỏng ra cái xịt G7 vô là cho thiệt là nhẹ luôn, nào chả bạc thôi là mới là ok được. Đây anh em này là thấy không đó, nó kẹo cái này nè, mấy cái kẹo này là trong mấy cái kẽ là hơi bị cực nha anh em, nó phải làm cho nó thông được mấy cái kẽ hết luôn nha. Rồi sau một hồi mình dùng cái chai nỉ 5000 anh em ngâm luôn, ngâm cái buổi này nó sẽ ra được cái gì anh em. Còn giờ thì cái lên thằng con nè, em dặn cái đồng tiền này là nhẹ anh em. Rồi đó cứu được cái này một ban anh em. Rồi còn bây giờ là mình đi vệ sinh lại cái những bét thôi, nãy giờ xịt cái thông chưa đấy, đó, còn cái lon nhỏ chưa thông anh em, nó phải thông hết anh em, thông hết thì ganh đi nó mới nhuyễn nó ngon là được,
xăng thì chung là không có tệ, nhưng mà do để lâu quá rồi nó đóng dơ, nên là cố gắng phục hồi lại cho bằng chiếc xe, vệ sinh lại. Rồi chiếc Novo này giờ là vệ sinh bình xăng không nha anh em, để qua đêm là bấm đề là cái nổ luôn nè. Bóp thắng thì nghe giùm anh đây. Chìa khóa rồi, cứ bật khóa lên nè. Bật khóa lên đây. Cái chìa nó mới cắt lại bật nó không ăn thì hiểu. Cái khóa nó hơi bị lờn. Rồi lên nữa. Đó, bấm đề là cái nổ anh em. Ừ. Đây nè, mình làm xong vào tối qua rồi. Để tới sáng này giờ mới lau ra kiểm tra cho chú xe cái nồi nữa là xong rồi. Không ấm rồi. Đây. Trong bây giờ anh em thấy không, cái xe chung là đồ đó, ngon hay dở là do cái người đi anh em nha. Chứ còn cái xe mà nó tàn rồi anh em chê thì đúng thôi, chứ còn mà cái xe mà lúc nó còn mới không là đâu có ai chê nó đâu. Chung là một thời nha. Đó, đồ này đồ 3 nè, có cái tem nổi nè. Rồi mở kiểm tra cái nồi xem cái nồi có bị gì nữa không. Rồi tháo cái nồi ra thì bố mòn anh em ha, bố mòn nhiều luôn ha. Bố mòn cái bu ly này đi bị xét ngẹn bu ly luôn. Chứ mà bu ly này còn chạy được anh em. Nhưng mà bu ly zin này đó, rồi bi bọng rồi là hư hết rồi, bi là mất, bi hết rồi này. Đó. Hẹp hư, bi hư. Nhưng mà mái nhôm mà biết mòn đúng có gờ luôn nè. Đi go thì đây. Đó. Vậy giữa hai rồi, vậy này nó hết rồi. Đây. Đó. Trong là một con xe mà này cũng còn đẹp anh em, nhưng mà khá đẹp. Chứ có đồ thì nó mòn theo 5 tháng thôi. Rồi, ok, đó, chốt mấy cái này báo chủ xe, chủ xe làm để thì để. Riêng cái nồi Novo này anh em, thì mình chia sẻ với anh em thêm cái này ha. Trên thị trường á, nó rất là nhiều cái hàng mà gọi là rẻ trâu nổi, anh em gắn vô xài thời gian á là nó banh hết rồi, không được bao lâu hết á. Còn riêng ở bên này mình nghe anh em nhìn nè, đây là những cái nồi của mình nè, là bao xịn nha anh em, bao zin xịn nha. Đây nó có mã số đều anh em, nước nhôm mà anh em nhìn nè, em mở cái nắp chụp anh đây, từ cái nắp chụp vẫn có cái mã zin nha anh em. Đó, đây từ ắc đến mà chén đi là không có bị rộng lỗ ắc anh em, không có bị banh nha. Mã số là mình có đầy đủ anh em, hàng xịn nha, chứ không phải là hàng giá rẻ. Cho nên là ở đây mình xài đồ Yamaha là mình chọn lọc rất là kỹ nha anh em. Nên là nhiều khi anh em á là thay anh em, một số anh em đi Novo rồi Mio nữa hay hỏi giá nào rồi mình báo giá anh em, cái che mắt thì mình chỉ chấp nhận thôi, chứ thằng Yamaha này cái xe nó có rẻ cái nào rẻ, nhưng mà đồ nó thay phải đúng đồ của nó thì chạy mới ngon được. Còn anh em nào mà so giá mà bán cái xe á thì thôi đừng có sửa, em bán luôn, chứ còn mình sửa là mình bỏ tiền ra để mình đi cái giá trị của tiền mình làm, chứ không phải là cứ so giá bán. Đó, đây nè, rồi mấy cái nhâm là trước nè, rồi đưa anh cái cầm bố sau đây. Rồi mình cho nghe ha. Đây chuông nè. Rồi em giải chuông nha, đây cái chuông nè. Bố này em mình xài cho xe này là mình xài cái bố zin luôn nha. Đây. Đó. Trong là chủ xe yêu cầu là mình là làm đúng đồ Yamaha thì mình làm đúng đồ Yamaha. Còn một số anh em mà người ta đầu rỉ dán đỡ cho đó, thì Yamaha nó đi bố dán nó khó chịu hơn so với Honda anh em. Có chiếc đi ngon mà có chiếc đi nó không ngon, cho nên là mình không muốn là dán xong rồi nó chạy không ngon, phản ảnh mất công lắm, cho nên là chẳng thà là Yamaha là mình đi đúng cái đồ zin của nó cho nó an toàn anh em. Rồi đó, rồi gắn chuông vô, mình giữ lại cái bu ly nha. Để cái bu ly mình mua zin đại chưa có hàng anh em, ở bên ngoài thị trường là toàn là cái bu ly lô không à, chạy nó mau banh lắm đó, cho nên là giữ lại cái bu ly zin xài cho chủ xe. Chi go nè, đây chi go của Yamaha anh em, 5TL đúng mã nha. Đó. Rồi thì lắp vô là lút and lay anh em, lắp vô là chỉ có gì chạy bao bỏ có hành theo 5 tháng là chạy là vô lưng anh em. Đó, xe nói chung còn ngon nha, cái vỏ để lâu mà bơm lên là vẫn còn ngon nè. Đó, cứng luôn, bơm ngoài giờ không xì. Đó, xe này là giờ mình thay nhớt rồi vệ sinh làm mình xăng con cho chủ xe, làm lại cái nồi trông mà ngon rồi đó. Rồi ok, đó, anh em là cần thắc mắc gì nồi Yamaha thì liên hệ mình nha.